Vẻ đẹp thiên nhiên của nước Anh thường hay bị bỏ qua. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nét hoang dã trên những vùng đất xanh ngát bình dị. Dọc những bờ biển gồ ghề, và xung quanh hơn 6.000 hòn đảo tạo nên quần đảo nước Anh. Chúng ta sẽ khám phá thiên nhiên hoang dã của nơi này trong một năm nhiều biến động. Từ những điều thân quen tới những điều bất ngờ. Chúng ta cùng chia sẻ vùng đất đặc biệt này với hàng triệu loài động vật trên hành tinh. Nơi chúng ta gọi là nhà thực sự là một kỳ quan của thiên nhiên. Dạo bước trong những cánh rừng nước Anh, bạn sẽ thấy bao quanh mình là vô vàn cây xanh hùng vĩ, một số cây có tuổi đời lên tới hàng nghìn năm. Nhưng bạn hiếm khi bắt gặp các loài động vật tuyệt vời lẩn trốn ở đây. Những nơi hoang dã rậm rạp như thế này luôn giữ kín bí mật của chúng. Lấp ló phía sau tán lá, cả một thế giới kỳ diệu được mở ra. Nơi cư ngụ của rất nhiều loài sinh vật hiếm thấy. Khi bạn ở đúng nơi vào đúng thời điểm, bạn sẽ không bao giờ biết mình có thể tìm thấy những gì. Lợn rừng. Chúng từng bị săn bắn hết ở Anh cách đây 300 năm. Nhưng giờ chúng đã trở lại và đang gây ra náo loạn. Chúng sống trên vùng biên giới giữa nước Anh và xứ Wales, trong rừng Dean, một trong những khu rừng cổ xưa nhất ở Anh. Chúng đã chọn một trường săn hoàng gia cổ xưa làm nơi cư ngụ mới cho mình. Loài lợn bản địa này rất to lớn, tương đương kích thước của hai người đàn ông. 20 năm trước, tổ tiên của chúng đã thoát khỏi nông trại địa phương. Chúng sinh sản nhanh như loài thỏ và không có kẻ thù tự nhiên. Đây có lẽ không phải là điều tốt đối với một trong những loài hoa mang tính biểu tượng nhất của nước Anh. Không ai nói rằng rừng của nước Anh khá giống một tấm thảm hoa chuông xanh. Nhưng đáng ngạc nhiên là một nửa số hoa chuông xanh trên khắp thế giới lại được tìm thấy trên quần đảo Anh. Vào tháng 4 và tháng 5, làn sóng hoa chuông xanh trải dài từ mũi Cornwall tới viễn bắc của Scotland làm biến đổi vùng đất rừng cổ xưa của nước Anh. Mùi hương tinh tế của chúng tràn ngập trong không gian. Đây chính là cảnh tượng và mùi hương của mùa xuân. Nhưng chúng đang bị tấn công. Con lợn rừng sọc dưa này ra đời từ cuộc bùng nổ dân số lợn rừng. Hiện có hơn 1.000 con lợn rừng sống trong rừng Dean. Chúng giống như thùng rác của khu rừng. Thực đơn của chúng bao gồm 400 loài động thực vật. Nhưng hiện tại, những nụ hoa chuông xanh chính là món ngon của tháng. Hành vi càn quét của lợn rừng dường như sẽ mang tới tai họa.
Nhưng may mắn thay, việc ủi đất này thực tế lại mở ra cơ hội cho nhiều loài thực vật khác phát triển, làm tăng số lượng các loài sinh trưởng trên nền đất rừng. Lợn rừng có vẻ ngoài to lớn, nhưng chúng lại sợ hãi con người và chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống. Một máy quay kiểu mới cho phép chúng ta quan sát những gì chúng đang làm. Nhờ cảm biến thân nhiệt, nó còn phát hiện ra nhiều sinh vật khác của bóng đêm. Lợn rừng xuất hiện theo đàn. Lợn đực thường lang thang một mình, còn lợn cái di chuyển theo đàn do con cái đầu đàn dẫn đầu. Con cái đầu đàn đưa chúng tới bữa tiệc lúc nửa đêm. Thị giác của lợn rừng cực kỳ kém, ngay cả vào ban ngày. Vì thế, chúng dùng khứu giác để tìm đường đi và thức ăn trong bóng tối. Máy quay cảm biến nhiệt còn hé lộ một mối quan hệ chưa từng được thấy trước đây giữa lợn rừng và những sinh vật khác của khu rừng. Rơi bay vòng vòng phía trên, ăn những côn trùng bị thu hút về phía lợn rừng hoặc bị làm phiền do chúng ủi đất. Và một con cú tận dụng đống bùn của một con lợn rừng để tắm. Để đi săn hiệu quả, con cú cần ngụy trang bộ lông của mình thật hoàn hảo. Số lượng lợn rừng trong rừng Đin đang tăng mạnh và rất có thể chúng sẽ sớm tới một khu rừng lân cận nào đó. Mười 13% diện tích nước Anh được cây cối che phủ và tin vui là những khu rừng ở đây đang dần mở rộng diện tích. Đó là lời chào mời cho sát thủ lén lút nhất khu rừng của chúng ta. Nhưng nếu bạn nằm trong danh sách mục tiêu của nó, bạn sẽ không muốn chào đón nó đâu. Lần trốn trong rừng là một trong những loài săn mồi ấn tượng nhất nước Anh. Ưng ngỗng, một sát thủ thầm lặng đang tìm kiếm con mồi. Rất ít người từng nhìn thấy một con ưng ngỗng. Chúng được biết đến là đã từng tấn công những người xâm phạm vào lãnh thổ của chúng. Đây là loài chim săn mồi lớn nhất sống trong khu rừng này. Sải cánh của chúng rộng gần 1 mét. Sải cánh rộng và cái đuôi như bánh lái giúp nó đặc biệt nhanh nhẹn. Nó có thể lướt qua rừng cây với vận tốc hơn 64 km một giờ. Chính điều này đã biến ưng ngỗng trở thành thợ săn cừ khôi trong rừng. Nó sẽ tóm gọn bất cứ thứ gì đang di động. Chim chóc chiếm tới 3 phần tư số con mồi của nó và những loài chim không sống trên cây sẽ dễ gặp nguy hiểm. Con ưng ngỗng mẹ này cần đi săn vì một tổ chim con đói bụng đang chờ nó. Ưng ngỗng xây tổ ở sâu trong rừng.
Cái tổ to lộn xộn giúp cuộc sống riêng tư của chúng không bị nhòm ngó. Ba con chim non này chào đời từ 5 tuần trước. Giờ chúng chuẩn bị rời tổ. Chúng đã đủ lớn để có thể tự xé bữa ăn của mình. Hoặc là do chúng nghĩ như vậy. Trong những ngày tới, chúng sẽ phải tự đi kiếm ăn. Ưng ngỗng mẹ sẽ dần giảm lượng thức ăn mang về cho chúng. Hai con chim lớn tung cánh bay trước. Chúng sẽ bay cùng nhau khoảng một tuần cho tới khi đủ sức để đi săn một mình. Con chim út tụt lại phía sau một chút. Nó đang lấy hết dũng khí để tung cánh bay. Ba con ưng ngỗng non này sẽ sớm khiến các sinh vật khác trong rừng phải e sợ. Mất nhiều năng lượng sau thời gian dài ấp trứng, giờ chim mẹ đã có thể tận hưởng bữa ăn của riêng mình. Nó nấp sau tán cây và xác định con mồi. Một con gà so sám bên bìa rừng. Nó ẩn mình giữa đám cỏ cao, nhưng như vậy cũng chẳng thể bảo vệ nó trước một kẻ săn mồi từ trên cao. Gà so sám có thể bay với vận tốc lên tới 45 km một giờ. Nhưng ưng ngỗng có thể đạt vận tốc 65 km một giờ. Không thể thoát được. Vào thế kỷ 19, những người canh rừng và nhặt trứng tiêu diệt ưng ngỗng trên khắp nước Anh, nhưng hiện nay chúng đang gia tăng số lượng. Và có khoảng 1.000 con chim trưởng thành hiện đang sống sâu trong các khu rừng. Con ưng ngỗng này là nữ hoàng ở đây. Tuy nhiên, thành công của nó phụ thuộc vào một sự kiện thường niên phi thường, đem tới nguồn thức ăn dồi dào cho những khu rừng ở Anh. Mỗi độ xuân tới, lá non mọc ra đem đến sức sống cho cây cối. Trong nhiều ngày tới, chúng sẽ sản sinh ra các chất độc để tự vệ. Nhưng trước lúc đó, chúng rất dễ bị tấn công. Những con sâu bướm đói bụng ăn cật lực trước khi tạo kén. Hàng nghìn cái miệng nhỏ sẽ cùng tấn công một cây sồi. Nếu không được kiểm soát, chúng có thể ăn trụi rừng cây của chúng ta. Thật may mắn là khu rừng ở xứ Uê này có sẵn dịch vụ tiêu diệt sâu bướm. Mỗi năm, hàng trăm nghìn con chim bay từ châu Âu và châu Phi tới cánh rừng này để tự chiêu đãi mình trong bữa đại tiệc côn trùng. Ngay cả những loài chim nhỏ bé bằng bàn tay như chim chích, chim đuôi đỏ và chim đớp ruồi cũng đã vượt hơn 5.000 km từ rừng mưa Tây Phi tới đây. Chúng cần xây dựng cuộc sống gia đình trong vài tuần ngắn ngủi. Tìm kiếm bạn đời, xây tổ,
và nuôi dưỡng chim non. Cặp chim đớp ruồi đen mày trắng này giấu tổ trong hốc một thân cây cổ thụ. Cả hai cùng đi kiếm ăn cho chim non. Trong 2 tuần, chúng phải điên cuồng kiếm hơn 40 con côn trùng mỗi giờ, tức là hơn 600 con côn trùng mỗi ngày cho chim non. Đây là một yêu cầu cao, nhưng vào khoảng thời gian ngắn ngủi này, ban ngày kéo dài hơn và trong rừng có rất nhiều sâu bướm cho chúng bắt. Không phải tất cả đều thành công, nhiều con chim sẽ trở thành con mồi của ưng ngỗng. Tuy nhiên mấy tuần nữa, những con chim sống sót sẽ di cư về phương Nam sau khi đã nạp đầy năng lượng từ đám côn trùng trong cánh rừng ở Anh. Những con sâu bướm còn sống sau thời gian này sẽ sớm biến thành bướm. Nước Anh là nơi cư ngụ của 59 loài bướm khác nhau. Sống trong những cánh rừng phía Nam là loài bướm hiếm thấy và kỳ lạ nhất, bướm hoàng đế Apatura iris. Trong điền sản lâu đài Knapp ở phía tây Sussex, Matthew và Ney đang cố gắng làm sáng tỏ những bí mật của loài bướm này. Các nhà sưu tập bướm thời Victoria đã dùng những từ ngữ hoa mỹ để mô tả về bướm Apatura. Họ gọi đây là bướm hoàng đế, vua của các loài bướm, chúa tể của khu rừng, và chúng hoàn toàn xứng đáng với tên gọi này. Tìm kiếm loài bướm tuyệt vời mang đầy tính biểu tượng của nước Anh này luôn là một chuyến thám hiểm đối với tôi. Nhưng tìm hiểu về cuộc sống của loài bướm này gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Bướm hoàng đế Apatura giống như một cỗ máy Enigma, và tìm hiểu về sinh thái học của chúng giống như tìm cách giải mã Enigma vậy. Vấn đề đầu tiên là phải tìm được loài côn trùng hiếm thấy này. Ở Knapp có đủ sồi và liễu mà bướm hoàng đế cần. Tuy nhiên, họ vẫn chưa bắt gặp con bướm nào. Tôi nghĩ bướm hoàng đế rất khó tìm và khó nhìn thấy. Chúng là chuyên gia về giữ khoảng cách. Chúng cố tình trêu đùa bạn. Nhưng hai người đam mê bướm biết rằng họ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, cánh bướm hoàng đế cũng thấp thoáng như trêu người trên những ngọn cây. Và một cảnh tượng tuyệt mỹ hiện ra khi chúng đậu xuống. Thật là đẹp khi được nhìn thấy đôi cánh của một con bướm hoàng đế đực. Màu sắc thật kỳ ảo, đẹp hơn bất cứ loại đá quý nào. Chúng có thể đẹp, nhưng cũng có thể trở nên hung hăng bất ngờ. Những con bướm hoàng đế đực sẽ luôn cảm thấy khó chịu với nhau. Một con bay lên, con khác sẽ tấn công. Chúng cứ bay tròn lên cao, đôi lúc lên tới độ cao 15-30 mét. Bướm hoàng đế làm chủ những tán cây trong vài tuần ngắn ngủi của mỗi mùa hè. Đây là đại tiệc thực sự. Hầu hết những ai dự định vào rừng tìm bướm hoàng đế đều có thể thấy chúng. Tôi rất khuyến khích mọi người nên tới chiêm ngưỡng chúng. Mỗi mùa xuân trên khắp nước Anh, bản hòa tấu về đêm được bổ sung thêm thứ âm thanh lạ lẫm thuộc về một loài vật rất quen thuộc. Lừng châu Âu. Vào một chiều tối tháng 4 ấm áp, lần đầu tiên lừng con cùng nhau ra khỏi hang. Lừng thường sợ ánh sáng, nhưng sau 8 tuần sống dưới lòng đất, chúng nóng lòng muốn ra ngoài khám phá. Chúng chỉ to như gấu nhồi bông và sẽ không đi quá xa hang. Lừng ăn mọi thứ chúng có thể tìm thấy,
từ hoa trái cho tới ếch và giun đất, thức ăn chính của chúng. Chúng nhanh chóng lấp đầy cái bụng và dành nhiều thời gian chơi đùa. Việc chơi đùa trang bị cho chúng kỹ năng sống cần thiết. Những kỹ năng và sức mạnh chúng phát triển lúc này sẽ giúp đảm bảo vị trí của chúng trong cộng đồng sau này. Nhờ có khí hậu ấm áp, ẩm thấp và nguồn giun đất phong phú, nước Anh là thủ phủ của loài lửng trên thế giới. Trong vòng 7 tháng, chúng cần trở nên đủ to lớn để vượt qua mùa đông, và chỉ có một trong ba lửng con sống sót qua năm đầu tiên. Nguồn thức ăn lúc này có thể dồi dào, nhưng không lâu sau có thể trở nên khan hiếm. Giữa mùa hè ở nước Anh, thế hệ các sinh vật trong rừng tiếp theo đang lớn lên nhanh chóng. Nhưng nguồn thức ăn cho lửng con lại vô cùng thiếu hụt. Lửng con giờ đã được 6 tháng tuổi và vừa mới cai sữa. Thời tiết nóng nực khiến nền đất rừng cứng như đá. Nguồn giun đất cũng cạn kiệt dần. Có những năm, toàn bộ lửng con đều bị chết đói. Lửng con dành phần lớn thời gian bắt bọ chét và nhặt cành lá trên lông cho nhau. Chúng là những sinh vật có tính xã hội cao. Chúng sẽ sớm đủ tự tin rời khỏi rừng cây và đi xa hơn để kiếm ăn. Để chuẩn bị cho mùa đông, chúng cần tìm vài trăm con giun mỗi đêm. Với một cộng đồng lớn gắn bó mật thiết như vậy, những con lửng con này vẫn có cơ hội được ăn no. Loài lửng đã sinh sống ở Anh từ khi nơi đây có cây cối, kể từ cuối kỷ băng hà, khoảng 10.000 năm trước. Nhưng trong 140 năm qua, một loài mới đến đã xâm phạm vương quốc trong rừng của chúng. Sóc xám du nhập tới Anh từ Mỹ để làm cảnh trong các điền trang, nhưng chúng đã nhanh chóng xâm chiếm vùng nông thôn nước Anh. Hiện có hơn 2 triệu con sống ở đây. Và chúng đã đuổi loài sóc đỏ bản địa khỏi hầu hết các cánh rừng ở Anh. Tuy nhiên, một số ít cá thể sóc đỏ vẫn còn trụ lại ở Scotland, trong một khu rừng cổ xưa có tên là Caledonia. Nơi đây từng là một vùng hoang dã rộng lớn, trải rộng hầu khắp nước Anh. Nhưng giờ trên những dãy núi lạnh lẽo và ẩm ướt này, chỉ các sinh vật kiên cường nhất mới sống được. Thông Scotland thống trị nơi này, vươn cao hơn 20 mét, chúng phát triển từ từ dựa trên những gì chúng có thể kiếm được từ vùng đất cằn cỗi. Chúng bảo vệ bằng lớp vỏ cây dày và lá kim phủ sáp khó tiêu hóa. Như vậy, các loài động vật không thể kiếm ăn ở đây. Nhưng sóc đỏ đã tìm ra một cách thông minh để bám trụ ở vùng đất khắc nghiệt này. Chúng bay nhảy tự do trên tán cây rừng. Còn sóc được hiếu động này dành tới 2/3 thời gian của mình để kiếm ăn. Cuối mùa hè, khi nguồn thức ăn khan hiếm, nó phải chạy đua với các đối thủ của mình. Cái đuôi bông xù giúp nó giữ thăng bằng.
trong khi phần mắt cá linh hoạt và bộ móng sắc nhọn giúp nó thoải mái di chuyển trên những ngọn cây. Thức ăn ưa thích của nó là quả thông vẫn chưa chín. May thay, sinh vật nhỏ bé thông minh này có kế hoạch dự phòng. Một kẽ nứt trong lớp vỏ dày của cây thông này vẫn còn một ít hạt thông được cất giấu từ mùa thu năm ngoái. Còn sóc đực có tới vài nơi dự trữ thức ăn rải rác trong rừng. Vấn đề là phải nhớ vị trí của chúng. Nó dùng dấu mốc để xác định vị trí tương đối của các kho dự trữ thức ăn. Sau đó đánh hơi ra chúng. Lớp men cứng trên răng của nó giúp việc tách vỏ hạt cứng trở nên dễ dàng. Vào thời điểm này trong năm, con sóc cần ăn lượng thức ăn bằng khoảng 1/10 trọng lượng cơ thể của nó mỗi ngày. Tuy nhiên, một con sóc cái đang quan sát nó. Sóc đỏ có thể chia sẻ nơi ở, nhưng chúng không thích chia sẻ thức ăn. Đã tới lúc đối đầu. Chúng to như nhau và khá cân sức. Nhưng con sóc cái đang rất đói. Nó cần đuổi con sóc đực đi để có thể chôm chìa kho thức ăn dự trữ. Hiệp 1 nghiêng về phía sóc cái. Ở nơi lạnh và ẩm như thế này, xây một cái tổ ấm áp, khô ráo dường như là việc bất khả thi. Bạn sẽ cần phải lắp đặt hệ thống sưởi ấm. Tuy nhiên, có một loài vật cũng có thể làm được như vậy. Kiến gỗ Scotland, to bằng hạt gạo, là một trong số khoảng 60 loài kiến to lớn nhất ở Anh, và có lẽ là loài kiến khéo léo nhất. Để ấp trứng, nó cần làm ấm tổ lên 30 độ C, một nhiệm vụ khó khăn khi nhiệt độ ngoài trời hiếm khi đạt tới 15 độ C. Muốn làm được điều này, kiến tập hợp lại thành một đội xây dựng 100.000 con. Kiến thợ cần ăn no, vì thế chúng ra ngoài kiếm ăn. Hàng ngày, mỗi con kiến đem về lượng thức ăn gấp rưỡi trọng lượng cơ thể. Mỗi năm, chúng tiêu thụ tới 10 triệu con côn trùng. Sau khi ăn no, kiến cái ra ngoài kiếm vật liệu xây dựng. Lá thông có thể khó vận chuyển, nhưng lớp sáp chống nước bên ngoài của nó lại rất phù hợp để làm phần mái cho tổ kiến. Sau nhiều thế kỷ xây dựng, tổ kiến đã cao hơn 1 mét, đủ cao để hứng lấy những tia nắng ấm áp nhưng ít ỏi của phương Bắc. Còn thực vật thối rữa bên trong có tác dụng như một nồi hơi.
Nếu hệ thống sưởi này cần tăng nhiệt độ, khiến thợ sẽ ra ngoài tắm nắng, rồi chui vào làm ấm các khoang bên trong tổ bằng thân nhiệt của mình. Còn nếu trong tổ quá nóng, chúng sẽ mở các lỗ thông hơi. Tóm lại, đây là một cái tổ chống thấm nước, được sưởi ấm và cao ráo. Mùa thu tới, các loại hạt đã chín và có thể ăn được. Những quả sồi rụng làm thay đổi đáng kể hành vi của nhiều loài động vật. Quay trở lại cánh rừng Đin, những con lợn rừng con giờ đã lớn. Chúng vẫn còn đói. Vì thế trong đêm, chúng ra ngoài tìm kiếm thức ăn và đánh dấu lãnh thổ. Lợn rừng đã mở rộng phạm vi sinh sống trên khắp nước Anh. Người ta cho rằng hiện có tới 4.000 con lợn rừng đang sống trong 30 khu rừng ở Anh. Con số đó vẫn tiếp tục gia tăng. Và vào thời điểm này trong năm, chúng hoạt động cả ngày lẫn đêm. Tác động của lợn rừng đang rõ ràng hơn bao giờ hết, tức là việc chúng mở rộng lãnh thổ đang gây ra nhiều lo ngại. Nhà sinh vật học Jim Swanson đã nghiên cứu về chúng trong suốt 9 năm. Ông tìm hiểu về tác động của loài lợn này đối với các cánh rừng và hệ động thực vật hoang dã của chúng. Ông nhận ra rằng mùa thu chính là khoảng thời gian mấu chốt vì lợn rừng cần ăn nhiều để chuẩn bị cho mùa sinh sản. Chúng đang tìm kiếm các loại quả và hạt giàu năng lượng. Chúng cần ở trong tình trạng sức khỏe tốt nhất, không chỉ để kiếm được bạn tình mà còn chuẩn bị cho những tháng mùa đông sắp tới. Số lượng lợn con mà chúng đẻ vào mùa xuân năm sau sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng. Trong khi đi kiếm ăn, lợn rừng để lại dấu hiệu khắp khu rừng. Bao gồm cả dấu chân độc đáo do chúng di chuyển trên các ngón chân trước. Và lợn rừng không chỉ đang tìm kiếm thức ăn, Jim nhận thấy chúng làm đất hệt như những kỹ sư cảnh quan. Chúng ủi đất sâu hơn để tạo ra các vũng bùn. Lợn rừng không đổ mồ hôi, vì thế chúng làm mát bằng những vũng bùn này. Dĩ nhiên, việc này khiến các chủ đất và nông dân không mấy ưa lợn rừng. Nhưng Jim phát hiện lợn rừng có tác động tích cực tới bản thân khu rừng. Chúng đào dưới đất và loại bỏ các loài như dương xỉ, làm gia tăng sự đa dạng cho hệ động thực vật của khu rừng. Và đối với nhiều người, nhìn thấy lợn rừng trở lại những cánh rừng nước Anh khiến nơi đây trở nên đặc biệt hơn. Dù chúng ta có thích hay không, thì tập tính hoạt động về đêm của chúng sẽ vẫn tiếp diễn. Những con lợn háu đói này sẽ ở lại đây. Lợn rừng chia sẻ khu rừng cùng với hươu hoang, một trong 6 loài hươu sống ở Anh. Chúng có khả năng quan sát tuyệt vời vào ban đêm và cực kỳ thoải mái trong thế giới động vật sống về đêm.
Cũng giống như lợn rừng, hiêu hoang không có kẻ thù ăn thịt tự nhiên. Vì thế, số lượng loài này đang tăng lên. Số cá thể hiêu hoang ở Anh hiện nhiều nhất trong suốt cả nghìn năm qua. Có tới 1,5 triệu con sinh sống trong các khu rừng và vùng nông thôn. Mùa thu là khoảng thời gian chúng hoạt động tích cực nhất trong năm. Vườn quốc gia New Forest trải rộng qua vùng Hampshire, Wiltshire và Dorset, được xây dựng làm trường săn cho vua William I của Anh từ 1.000 năm trước. Ngày nay đây là nơi diễn ra một sự kiện nổi tiếng nhưng hiếm ai từng được chứng kiến, mùa giao phối của hươu. Các đàn hươu tới tập trung cho một nghi lễ bí mật giữa rừng cây. Con hươu được trưởng thành này đã mọc sừng đặc biệt dành riêng cho dịp này. Thứ vũ khí tuyệt đẹp dài khoảng 60 cm. Nó đã tìm thấy sàn diễn của mình, nhưng còn thiếu thứ gì đó. Một thứ mùi hăng để dẫn dụ đám đông. Giờ nó đã sẵn sàng biểu diễn. Động dục tức là phải kêu to. Con hươu kêu càng to thì nó càng hấp dẫn. Vì thế vào thời điểm này trong năm, hươu đực kêu rất nhiều. Khán giả không thấy ấn tượng, cần phải thay đổi chiến thuật lãng mạn. Hươu cái chỉ động dục mỗi lần vài tiếng, và lúc này chúng vẫn chưa sẵn sàng. Một con hươu đực ít tuổi hơn và sáng màu hơn xuất hiện. Nhưng thay vì giao đấu, chúng bắt đầu nghi thức diễu hành đánh giá đối thủ. Lượng hormone của chúng tăng cao, nhưng chúng sợ giao đấu. Chiến đấu rồi để thua sẽ loại chúng khỏi cuộc chơi. Còn hiệu lực lớn hơn đuổi kẻ mới đến đi và giữ sân khấu cho riêng mình. Sau nhiều ngày, cuối cùng hươu cái cũng sẵn sàng. Con hươu đực đã thu hút được sự chú ý của chúng và giờ nó gặt hái phần thưởng cho mình. Tất cả kết thúc trong chớp mắt, nhưng may mắn là nó đã hấp dẫn được rất nhiều hươu cái và nó sẽ giao phối nhiều lần nữa trong những ngày tới. Nhưng chúng ta phải rất may mắn mới được chứng kiến cảnh này. Với số lượng hơn 100.000 con, hươu hoang dã là loài vật khá quen thuộc trong những khu rừng ở Anh. Nhưng ở đầu kia của đất nước có một trong những loài động vật quý hiếm nhất nước Anh. Động vật hoang dã trong rừng nước Anh luôn cố gắng hết sức để không bị bắt gặp. Và sinh vật này rất khó thấy tới mức chúng gần như trở thành truyền thuyết. Nhưng trong một góc nhỏ yên tĩnh của rừng Caledonia ở Scotland, có tin đồn rằng các linh hồn của khu rừng có thể được dụ ra khỏi rừng cây. Khi Angela và John Mercer tới mua một căn chòi đi săn cũ gần pháo đài William, họ đã vô cùng bất ngờ. Ngày đầu tiên chúng tôi tới xem nơi này, khi nơi này đang được giao bán, chúng tôi nhìn thấy một con chuồn thông và chúng tôi thốt lên. Gì thế kia? Chúng tôi còn không thể tin nổi là trên đời thực sự có chuồn không. Điều đó đã khiến Angela và John quyết định mua nơi này. Trong 10 năm, họ đặt bẫy mỗi ngày và thu hút đủ các loài động vật. Nhưng muốn dụ chuồn thông ra khỏi rừng, cần một loại mồi đặc biệt, đó là bánh mì phết bơ đậu phộng.
Giống như khi bạn cho chim ăn vậy, bạn cần cho nó một chút động lực để lộ diện, chẳng hạn như giải mồi vào mùa đông hoặc khi chúng đang nuôi con. Chồn thông thường sống về đêm và cực kỳ cảnh giác với con người sau nhiều thế kỷ bị săn bắn. Không gì đảm bảo hôm nay sẽ xuất hiện một con chồn thông. Thông thường, chúng săn chim và động vật gặm nhấm, nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của bơ đậu phộng. Nó quay trở lại kìa. Chắc chắn là nó. Anh có thể thấy rõ phía trước của nó. Mỗi con chồn đều có phần yếm cổ khác nhau, vì thế họ có thể nhận ra con chồn này ngay lập tức. Chúng tôi biết nó kể từ khi nó còn rất nhỏ. Thật tuyệt khi được quan sát toàn bộ cuộc đời của nó. Rất ít người đủ may mắn nhìn thấy một con chồn thông, chứ chưa nói tới biết cả gia đình chồn. Nhưng sau nhiều năm quan sát, họ đã hiểu biết về xã hội của loài chồn thông. Chúng sống thành đàn theo chế độ mẫu hệ. Chồn mẹ cai quản lãnh thổ và cho phép bạn tình cũng như chồn đực con chia sẻ nơi ở. Nhưng chồn cái sẽ bị đuổi đi, thậm chí cả con của nó. Nhưng chắc chắn nếu con chồn mẹ xảy ra chuyện, một con chồn cái khác sẽ nhanh chóng tới thế chỗ của nó. Tại nhà nghỉ này, bữa sáng không bao giờ là đủ. Những vị khách của tự nhiên còn muốn có chỗ nghỉ ngơi nữa. Có những lần mọi người để cửa sổ mở cả đêm và sáng dậy, họ nhìn thấy một vị khách lông lá nằm ở cuối giường. Nhưng phần thưởng cho những dịp đột nhập này rất đáng giá. Bạn không bao giờ hết bất ngờ khi nhìn thấy chúng. Chúng là một loài vật rất thú vị. Khó mà tưởng tượng nơi này sẽ thế nào nếu không có chồn thông. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ muốn mua nơi đây. Tôi nghĩ nếu nơi này không có người, chúng sẽ chuyển vào đây ở luôn. Giống như nhiều loài động vật rừng khác, số lượng chồn thông đang gia tăng. Hiện ở Scotland có khoảng 3.000 con và chúng đang dần mở rộng phạm vi sinh sống tới Anh và xứ Wales. Không bao lâu nữa, những sinh vật này cũng có thể sẽ xuất hiện trước bậc cửa nhà bạn. Khi mùa đông tới, cuộc sống trong rừng chậm lại. Bảy tháng sau lần đầu ra khỏi hang, những con lửng non giờ đã sắp trưởng thành. Toàn bộ đàn lửng con đều sống sót và mối liên kết giữa chúng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đánh dấu cho nhau bằng một mùi hương rất nặng mùi để thể hiện chúng là gia đình và giúp chúng nhận ra nhau trong bóng đêm hoặc trong lúc giao chiến với đàn lửng khác. Chúng đang tích lớp mỡ để giúp chúng giữ ấm qua mùa đông. Ấm áp thêm một chút cũng sẽ không thừa. Các thành viên trong gia đình dùng chân kéo cái ổ ấm áp vào các buồng ngủ trong hang. Lửng có cách vượt qua mùa đông vô cùng đặc biệt. Chúng không ngủ đông hoàn toàn mà tiết kiệm năng lượng bằng cách giảm thân nhiệt bớt 9 độ C và mỗi lần sẽ ngủ trong nhiều ngày. Trong những tuần sắp tới, gia đình lửng sẽ dành ngày càng nhiều thời gian chen chúc cùng nhau dưới lòng đất, trốn tránh thời tiết khắc nghiệt của mùa đông nước Anh. Những cánh rừng nước Anh là nơi kỳ diệu.
có cánh rừng đã hàng nghìn năm tuổi. Có tới 3 tỷ cây trong các khu rừng này, tức là mỗi người sống ở đây có 50 cây. Sau nhiều năm được bảo vệ, diện tích các cánh rừng đang mở rộng. Những sinh vật bí ẩn sống ở đây được hưởng lợi. Chúng đang dần gia tăng số lượng trở lại. Khi chúng bước ra khỏi nơi ẩn náu, chúng ta biết thêm về cuộc sống và các kỹ năng sinh tồn của chúng trong thế giới biến đổi liên tục này. Những bí ẩn vẫn còn đó, nhưng chúng là một phần làm nên sự đặc biệt cho các cánh rừng ở Anh.